Hóa ra, bí quyết để có một chiếc bánh giảm cân không đường nhưng hương vị vẫn thơm ngậy như bình thường lại chính là... Đó chính là một chiếc bánh bình thường. Sự thật này tại một tiệm bánh ở Hà Nội đang làm nhiều người tiêu dùng cảm thấy bị phản bội. Vậy là tại người bán hàng quá khéo truyền thông cho sản phẩm của mình, hay tại người dùng quá dễ tin vào những lời quảng cáo có cánh? Thưa quý vị, trong nghệ thuật bán hàng, người ta có câu là đừng bán cho khách hàng sản phẩm, hãy bán câu chuyện. Bởi câu chuyện thì luôn khơi tạo nên những nguồn cảm xúc, và cảm xúc thì sẽ điều khiển hành vi mua hàng. Chuyện mua bánh giảm cân không đường cũng như thế. Chỉ có điều là người bán hàng lại không nói rõ cho chúng ta là chuyện họ đang kể là chuyện thực tế hay chỉ là chuyện hư cấu mà thôi. Hôm nay hãy nói về khoảng cách giữa quảng cáo và thực tế. Quý vị đang theo dõi mục Chuyện Nóng của Chuyển Động 24 giờ. Vâng, nếu như mà chưa biết về câu chuyện chúng tôi đang đề cập đến ở đây thì quý vị có thể xem lại tại các mạng xã hội của VTV24. Cũng xin được cập nhật thêm một số thông tin sau khi vụ việc này được phát sóng trên Chuyển Động 24 giờ. Đến thời điểm này, theo như quan sát của chúng tôi thì trên mạng xã hội, bên cạnh những bằng chứng về việc lấy cắp hình ảnh để quảng cáo sản phẩm là liên tiếp những lời tự trách bản thân của nhiều người tiêu dùng. Ôi sao lại quá cả tin đến thế, lại ăn nhiều bánh đến vậy. Nhiều cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ cũng đã diễn ra trên mạng xã hội giữa một bên là người mua bánh và một bên là người làm bánh từ nguồn cung cấp. Thông tin rút ra là bánh làm từ nguồn cung cấp chỉ có giá vài trăm nghìn thôi. Thế nhưng sau khi được dán nhãn ăn kiêng giảm cân không đường của các tiệm bánh trung gian kia và đến tay người tiêu dùng thì vẫn chiếc bánh đấy lại có giá lên tới hơn 1 triệu đồng. Nhiều mẹ bầu cũng đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi là tại sao trong thai kỳ của mình lại tăng đến cả chục cân như vậy? Thưa quý vị, vẫn biết rằng quảng cáo luôn ít nhiều có sự nói quá ở trong đó để mà kích thích nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Thế nhưng mà khi giữa quảng cáo và thực tế có một khoảng cách quá lớn thì lúc này ranh giới của quảng cáo sai sự thật cũng dần xuất hiện. Thì đây nó là một cái hành vi mà quảng cáo sai sự thật, khai báo gian dối. Nhưng mà nghiêm trọng hơn ấy, là cái việc mà đưa cái sản phẩm này đến tay người tiêu dùng thì theo quy định của pháp luật hiện hành nó là tội làm hàng giả hoặc là buôn bán hàng giả. Và người có cái hành vi sản xuất hoặc là buôn bán cái hàng giả này thì tùy theo cái mức độ tính chất của cái hành vi vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp này nếu như mà có một hoặc là một nhóm người nào đấy là nạn nhân, ví dụ như mà họ đâm đơn kiện và họ chứng minh được rằng là cái sản phẩm đấy đang làm tổn hại sức khỏe của họ. Và trong cái trường hợp mà người tiêu dùng tức là đã sử dụng cái sản phẩm, cái bánh giảm cân này mà bị thiệt hại về sức khỏe, thậm chí thiệt hại về tính mạng, mà các cái cơ quan có thẩm quyền người ta chứng minh được rằng cái thiệt hại về tính mạng, về sức khỏe của cái nhóm người tiêu dùng này là do dùng cái sản phẩm, cái bánh sản giảm cân đó, thì trong trường hợp đó không nhất thiết là phải xử lý về phạm vi phạm hành chính mà có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm ngay về cái hành vi buôn bán hàng giả và gây tổn hại đến sức khỏe hoặc tính mạng của người tiêu dùng. Vâng, cũng phải nói thêm rằng là trong luật pháp ấy, thì có một nguyên tắc tên là suy đoán vô tội. Hiểu nôm na đó là trước khi có kết luận là có tội của cơ quan chức năng thì tất cả các mối nghi ngờ đều được xác định là vô tội. Trong câu chuyện này thì trên thực tế đang có rất nhiều những bằng chứng từ phía nạn nhân là người tiêu dùng và các tiệm bánh khác chứng minh cho việc kinh doanh, quảng cáo sai sự thật của các tiệm bánh dán nhãn là giảm cân không đường kia. Cái còn thiếu ở đây đó chính là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng mà thôi. Thưa quý vị, nói thêm về việc quảng cáo thì xưa nay đôi khi việc sử dụng một sản phẩm nào đó chỉ bởi tin vào quảng cáo cũng giống như là việc đồng ý hẹn hò với một ai đó chỉ qua những ấn tượng từ những bức ảnh trên mạng xã hội vậy. Người ta vẫn biết rằng là có sự xuất hiện của phần mềm chỉnh ảnh ở đây, thế nhưng vẫn hy vọng, thậm chí là tin tưởng rằng thực tế và trên hình không khác nhau là bao, để rồi sau đó rất có thể sẽ là sự bất ngờ không mong muốn trong lần hẹn hò đầu tiên. Thưa quý vị, ý thức được việc này, nhiều thương hiệu cũng đã cố gắng kéo giảm kỳ vọng của người tiêu dùng sau quảng cáo về sản phẩm của mình bằng cách là họ nói rõ rằng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, hoặc là có một cái chú thích rõ ràng rằng sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh với các sản phẩm như là thực phẩm chức năng, vân vân. Chỉ tiếc rằng là những thông tin này thường chỉ là một dòng bé xíu hoặc nó là một câu nói được tua nhanh trong phần quảng cáo sản phẩm. Thế nhưng một chút thông tin bé xíu ấy thôi lại rất quan trọng. Nó đủ để kéo gần khoảng cách giữa thực tế và quảng cáo rồi. Nếu như không có những thông tin đó thì những tình huống dở khóc dở cười lại có cơ hội được diễn ra.
chẳng riêng gì Việt Nam đâu, trên thế giới cũng như vậy. Đầu tiên phải nói tới thời trang. Thảm họa thời trang không đến từ cách phối đồ, thảm họa đến ngay từ khi nhận đồ trên tay rồi. Trên hình ảnh quảng cáo thì đẹp đẽ hút hồn là thế, còn khi nhận về thì lại. Từ áo khoác cá tính thành áo chống nắng, áo mưa, từ váy xinh dịu dàng thành váy ngủ, từ đầm dự tiệc thành những lớp vải quấn vội lên người. Mảng ẩm thực còn tệ hơn nữa, có thể do cách vận chuyển, nhiệt độ môi trường hoặc lỗi của người chụp ảnh làm bao bì mà chẳng thể nhận ra những món ăn này nữa rồi. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất phải kể đến những sản phẩm liên quan tới chăm sóc sức khỏe. Như tại Philippines trong thời gian gần đây, một sản phẩm xà phòng vệ sinh phụ nữ đang được quảng cáo rầm rộ rằng có tác dụng điều trị cả những bệnh da liễu. Tuy nhiên, trên bao bì của sản phẩm này không hề có thông tin về thành phần và sản phẩm cũng chưa hề được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines cấp phép. Thế mới thấy, đôi khi niềm vui chỉ cần như anh bạn người Việt này đang sinh sống tại Nhật Bản. Đi siêu thị xong, về bóc vỏ món đồ nào cũng thấy bên trong và bên ngoài bao bì y như nhau. Vâng, quay trở lại với câu chuyện quảng cáo tại Việt Nam, thì ngày 23 tháng 3 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản về việc tuân thủ pháp luật hoạt động quảng cáo trên mạng. Bên cạnh đó thì cũng có công bố sách trắng, còn gọi là whitelist về các kênh, các trang sạch để mà khuyến nghị các nhãn hàng chạy quảng cáo trên các trang này, các kênh này. Trong thời gian tới thì sách trắng sẽ liên tục được cập nhật. Việc làm việc với các nền tảng xuyên biên giới như là Google, YouTube hay là Facebook cũng sẽ được tăng cường, cùng với nhiều biện pháp chế tài nghiêm khắc khác để dọn dẹp những quảng cáo rác, những quảng cáo có nội dung xấu độc tại Việt Nam. Thưa quý vị, tuy nhiên cũng phải nói rằng là với sự kết nối thông tin trực tiếp như ngày nay thì có một cách quảng cáo thậm chí còn nhanh hơn và cũng không kém phần uy tín. Đó chính là những bài đăng trên mạng xã hội, còn gọi là review sản phẩm của chính những người dùng chúng ta. Vậy nên chính chúng ta cũng có thể bảo vệ những người dùng xung quanh mình bằng việc review trung thực về những trải nghiệm sử dụng sản phẩm của chính mình để làm thông tin tham khảo một cách uy tín cho người khác. Tất nhiên, đây không phải là việc dễ, bởi việc gặp những sai sót khi mà quảng cáo quá mức sản phẩm còn gặp phải ngay ở những KOL, KOC, những người đã quá chuyên nghiệp trong việc nhận quảng cáo các thương hiệu, các sản phẩm rồi. Và những người trong cuộc sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề này trong phần cuối của Chuyện Nóng ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói về câu chuyện quảng cáo và trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị nhận quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó, thì tôi tin rằng những người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này là những người hiểu rõ hơn cả. Xin được giới thiệu, ở bên cạnh tôi lúc này đang là bạn Trần Mạnh Duy, hay còn gọi là Duy Muối, founder của DC Media. Là bạn Nguyên, có một kênh review về mỹ phẩm. Và bạn Trung Hiếu, có một kênh review về các sản phẩm thời trang. Nào, chắc là hỏi hai bạn trẻ ở đây trước. Nếu mà nói rằng việc chắc chắn rằng cái sản phẩm mình quảng cáo là tốt, cái việc đó nó làm việc khó đối với tất cả những TikToker, tất cả những người làm KOL, KOC, thì theo các bạn nó khó ở chỗ nào? Theo em thì cái việc khó ấy là việc mình check được cái nguồn gốc của cái sản phẩm đấy. Cái đấy là rất khó, bởi vì là hiện nay thì sản phẩm giả hay là sản phẩm mà bị đạo nhái ấy, thì rất nhiều. Và cái việc check đấy mình, em nghĩ là cần cả, không chỉ riêng là em là một người đã từng dùng quá rất nhiều mỹ phẩm, mà cần một bên gọi là có chuyên môn về pháp lý thì mới có thể check được những cái giấy tờ, những cái công bố về sản phẩm mỹ phẩm đấy xem có uy tín hay không ạ. Đã bao giờ các bạn nhận ẩu chưa, một sản phẩm nào đấy? Khoảng tầm hơn một năm, gần hai năm trước thì em vẫn có bị nhận ẩu một cái sản phẩm là quần jean. Là khi mình nhận về, mình xả, mình gặp những chất vải nó rất là dày dặn. Nhưng mà sau khi mình dùng một thời gian, mình thấy cái vải này nó nhanh phai màu hơn. Và sau khi em tìm hiểu thì em biết là cái độ cầm màu của cái vải này không tốt. Thì rất nhiều bạn phản hồi rằng bạn ấy cũng gặp tình trạng như thế. Và em nghĩ rằng cái lượt mua, cái doanh thu chuyển đổi từ kênh em nó giảm do cái sản phẩm em review như thế. Là đó là về uy tín và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu ấy. Duy có hay gặp những tình huống này không, trong 600 bạn thành viên ở bên network của em? Ra thì trong 600 bạn thì cái việc để mà xảy ra như thế thì cũng xảy ra là cũng có, và nó là xảy ra mỗi ngày luôn. Thì bắt buộc là trong cái vai là mình là người KOC, mình quảng cáo sản phẩm thì mình phải lên, mình phải đính chính, mình phải xử lý nhá. Thậm chí là có rất nhiều những trường hợp mà bên brand họ từ chối, họ bảo là lỗi này không phải do tôi, lỗi này đến từ bên khác, và các bạn hãy chủ động là giải quyết cái vấn đề của các bạn ấy, thì chúng em phải bỏ tiền túi ra, phải bỏ tiền túi để mà đổi để mà phải hoàn lại cho từng khách hàng. Cái đấy để đảm bảo cho cái sự trong sạch để cho các bạn KOC và cho cái tính minh bạch trong những cái đơn vị bên em làm.
thì mình phải đứng ra. Ngoài ra còn có những cái tạm gọi là những cái tips nào khác không? Những cái chiêu nào khác không để trong cái việc khen và chê một cái sản phẩm nào đó khi mà mình nhận quảng bá? Em luôn luôn nói mọi người là phải, tức là dùng một cái sản phẩm đấy nó không thể tốt ngay được nếu mọi người không biết cách dưỡng da. Đấy, em luôn nói mọi người thế để cho luôn để em luôn được bảo vệ ạ. Tức là sản phẩm đấy có thể là không tốt với người ta, nhưng mà khi có thể là do người ta chưa đáp ứng đủ cái bước dưỡng da để có một làn da đẹp. Thì đấy là cách của em. Vâng. Yếu thì sao? Còn em thì đặc thù là sản phẩm thời trang thì được đổi trả hàng. Nên em luôn bảo là mỗi người có một cái form người dáng người khác nhau. Nên là nếu bạn mặc và không ưng thì có thể đổi trả hàng trong vòng 3 ngày đầu. Thì bạn hoàn toàn có thể trả hàng hoặc đổi hàng. Đó. Đúng rồi, cái vừa rồi anh Sơn Lâm có nói một cái ý rất hay. Đấy là cái mà chúng em luôn luôn là kim chỉ nam của tất cả mọi bạn làm KOC. Một câu thôi, đấy là đây là ý kiến cá nhân của mình. Còn ý kiến của mọi người như thế nào thì mọi người cứ để cho mình biết nhé. Đấy, riêng cái câu đấy thôi thì nó đã là gọi là gần như là mình sống sót được ở trên mạng rồi anh ạ. Bao trùm rất nhiều những nội dung khác nhau. Đúng rồi. Và nó đúng trong hầu hết tất cả các trường hợp. Đúng rồi. Okay, vì nó lên kia cá nhân của tôi đúng không? Ok, cảm ơn gì? Dạ, ok anh. Cảm ơn em ạ. Cảm ơn anh.